Yêu thương ở mỗi nơi bạn đặt chân đến, trước hết là ở ngay chính căn nhà của bạn. Hãy yêu thương con cái, người bạn đời của bạn và cả những người hàng xóm. Hãy đừng để người nào đến với bạn rồi ra đi mà không cảm thấy vui tươi và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân cho lòng nhân ái của Thượng Đế bằng cách để thể hiện trên nét mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng nhiệt của mình. Xin hãy